Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishky ngày 27 tháng 8 cho biết, số lượng binh sĩ Nga ở tỉnh biên giới Kursk đang tăng lên từng ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã triển khai khoảng 30.000 quân đến chiến đấu tại khu vực này. Một trong những mục tiêu của cuộc tấn công Kursk là chuyển hướng đáng kể lực lượng của Nga khỏi các khu vực khác, trước hết là mặt trận Poprovsk và Kurakhov. Song đối phương Nga hiểu rõ điều này và đang tập trung các đơn vị có năng lực chiến đấu mạnh nhất vào mặt trận Poprovsk. Tất nhiên, chiến dịch đột kích Kursk vẫn chuyển hướng một lượng đáng kể lực lượng của đối phương. Hiện tại, có thể nói rằng khoảng 30.000 quân nhân Nga đã được triển khai tới mặt trận Kursk và con số này đang tăng lên từng ngày. Tuy nhiên, đối phương đang cố gắng không rút các đơn vị khỏi những khu vực khác và vẫn đang tăng cường hiện diện ở mặt trận Poprovsk. Ông siski nói. Ông Siszyk lưu ý rằng tình hình hiện nay ở mặt trận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, khá phức tạp. Nga đang phát huy ưu thế về nhân lực, vũ khí và tích cực sử dụng pháo binh cùng máy bay chiến đấu. Hầu hết hoạt động tấn công của Nga đều do các nhóm bộ binh xung kích tiến hành. Theo tướng cấp cao Ukraine, quân đội Nga hiện đang cố gắng tiến công và giành quyền kiểm soát một đoạn đường cao tốc Kostiantynivka. Poprov để cắt đứt tuyến hậu cần của lực lượng phòng vệ nước này. Trong khi đó cùng ngày, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin các đơn vị biệt kích thuộc lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã tiến hành trinh sát bằng vũ lực để giành lại một cứ điểm chỉ huy ở Shutha trong lãnh thổ Kursk từng bị Ukraine kiểm soát. Khu vực mới giành được có độ cao 400 đến 500 m Theo thông tin trinh sát, có một số binh lính Ukraine đóng quân tại đây vào lúc dạng sáng nhóm tấn công đã tiến vào cao điểm nhưng các quân nhân Ukraine đều đã thiệt mạng. Trước đó nga đã nã pháo liên tục vào vị trí này khiến Ukraine mất quyền kiểm soát. Sau khi giành được cứ điểm, nga tiếp tục điều máy bay tấn công các vị trí tiền phương của Ukraine, trong khi đối phương đáp trả bằng một số quả pháo Grad. Việc giành lại cứ điểm này được cho sẽ giúp nga kiểm soát một cách dễ dàng việc di chuyển của quân đội Ukraine trong khu vực. Thiếu tướng Apti Alaudinov, phó tổng cục trưởng tổng cục quân sự và chính trị của lực lượng vũ trang Nga, đồng thời là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cũng thông tin rằng quân đội Nga trước đó đã giải phóng các khu định cư Nizniaya Paroveya và Nechayev ở khu vực biên giới Kursk. Hãng thông tấn TASS đưa tin Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Alexander Sisky đã thừa nhận rằng bằng cách tấn công vùng Kursk, Kiev theo đuổi mục tiêu đánh lạc hướng lực lượng đáng kể của Nga khỏi hướng Krasnoyarmaz, Poprovs, song hầu như không có tác dụng. Ông Alexander Sisky phát biểu trong cuộc họp báo được phát trực tiếp trên kênh truyền hình Radar. Một trong những nhiệm vụ của chiến dịch tấn công vào Kursk chính là chuyển hướng đáng kể lực lượng đối phương khỏi các khu vực khác, chủ yếu là từ Poprovsk và Kurakhovo. Tuy nhiên, ông Alexander Siský thừa nhận rằng Nga đã phá vỡ các kế hoạch này và tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào Poprovsk. Ông Siský mô tả tình hình ở khu vực đó là khá khó khăn đối với quân đội Ukraine và tuyên bố rằng bộ chỉ huy đang cố gắng làm mọi thứ có thể để ổn định tình hình. Cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk bắt đầu vào ngày 6 tháng 8. Một tình trạng khẩn cấp trên quy mô liên bang đang được áp dụng và các cảnh báo tên lửa đã được ban bố nhiều lần. Dân thường đang được sơ tán khỏi các khu vực biên giới đến nơi an toàn. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp, có 197 trung tâm lưu trú tạm thời tại 28 khu vực của Nga. Hơn 11.500 người, bao gồm hơn 3.500 trẻ em, đang ở tại đó vào lúc này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Kiev đã mất hơn 6.600 quân nhân và 73 xe tăng kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk. Chiến dịch đẩy lùi của xâm lược của Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Nga đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của các nhóm tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk trong 24 giờ qua. Đối phương mất khoảng 400 quân và 30 xe bọc thép, bao gồm một xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép chở quân, 28 xe chiến đấu bọc thép, 13 xe ô tô cũng như 3 khẩu pháo, 2 bệ phóng tên lửa, bao gồm một hệ thống MLRS HIMARS do Mỹ sản xuất và hai khẩu súng cối. Ngoài ra, các cơ quan an ninh đang thực hiện mọi biện pháp an ninh để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Kursk. Quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát thêm hai khu định cư nữa ở Kursk. Phó trưởng phòng chính trị quân sự của lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm AKMAT, Thiếu tướng Apti Alaudinov cho biết, ông Alaudinov thông báo trong một video được đăng trên kênh Telegram. Tôi vui mừng thông báo rằng đơn vị Abad đã hoàn toàn dọn sạch hai khu định cư Nidniaya, Parovaya và Nechae và Trung đoàn 1427 đến đó sau họ. Quyền kiểm soát của Nga được thiết lập. Theo ông, Ukraine thực sự đã chịu tổn thất rất lớn hôm nay. Họ tấn công suốt cả ngày và chịu tổn thất nặng nề chính xác vì điều đó. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26 tháng 8 tuyên bố, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 6.200 quân nhân và 73 xe tăng kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở khu vực Kurs. Tuyên bố viết, tổng cộng trong các hoạt động quân sự ở khu vực Kurs, đối thủ đã mất hơn 6.200 quân nhân, 73 xe tăng, 33 xe chiến đấu bộ binh, 61 xe bọc thép chở quân, 404 xe chiến đấu bọc thép. Theo thông báo, trong một ngày, tính đến thời điểm công bố, Ukraine mất 400 quân nhân và 27 đơn vị xe bọc thép, bao gồm một xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, ba xe bọc thép chở quân và 21 xe chiến đấu bọc thép tại khu vực Kursk. Nga cho hay, các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía bắc của nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraina và ngăn chặn các nỗ lực tấn công của quân đội Ukraina theo tám hướng trong khu vực. Đồng thời, nói thêm rằng Kiev đã mất tới 30 người, một xe tăng và ba xe bọc thép chiến đấu. Ukraine chưa bình luận về các con số mà Nga cung cấp. Ukraine tấn công vào Kursk từ ngày 6 tháng 8 và sau đó tuyên bố kiểm soát hơn 90 khu định cư của Nga tại đây. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga đã đạt được mục tiêu là ngăn chặn việc Moscow kiểm soát một phần tỉnh Sumy và thành phố Sumy của Ukraine. Ukraine hiện kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ ở Kursk, Tuy nhiên, Kiev khẳng định cuộc đột kích không nhằm chiếm giữ lãnh thổ Nga, mà để tạo vùng đệm bảo vệ cho người dân ở các vùng biên giới của mình khỏi các cuộc tấn công của Moscow. Cuộc xâm nhập đã khiến Nga bất ngờ, không kịp phản ứng nhanh chóng và hiệu quả, một phần là do cấu trúc chỉ huy phức tạp và thiếu kế hoạch dự phòng. Tuy nhiên, sau thời gian đầu, Nga đang dần lấy lại thế chủ động. Đa tiến của Ukraine trong tuần này bắt đầu chậm lại khi họ chỉ đạt được những bước tiến nhỏ. Nga tuyên bố tiếp tục chuyển thêm pháo binh, quân tình nhuệ tới Kursk nhằm đẩy lùi Ukraine. Trong khi đó, Ukraine đã buộc phải kéo bớt quân tình nhuệ có kinh nghiệm chiến đấu từ Donbass lên Kursk để duy trì thành quả tấn công, tạo ra lỗ hổng lớn trong phòng tuyến. Nga đang chấp thời cơ và tiến nhanh về một trung tâm hậu cần của Ukraine ở Donetsk. Trong những ngày qua, Nga liên tục tuyên bố giành thêm lãnh thổ ở Donbass. Reuters đưa tin, quân đội Ukraine thông báo vào sáng sớm 27 tháng 8, một ngày sau cuộc tấn công lớn nhất của Moscow, Nga tiếp tục tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong đêm nhằm vào Kiev và các khu vực khác. Chính quyền quân sự tại thành phố Kariviri, miền trung Ukraine cho biết trên Telegram rằng hệ thống phòng không của khu vực Kiev đã được triển khai nhiều lần trong đêm để đẩy lùi tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào thủ đô của Ukraine. Các nhân chứng của Reuters cho biết có ít nhất 3 vụ nổ xảy ra trong đêm ở Kiev. Trước đó như đã đưa tin, sáng ngày 26 tháng 8, Nga đã phóng hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái, làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ tấn công. Quy mô của các cuộc tấn công ngày 27 tháng 8 hiện chưa được xác định, nhưng lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã ghi nhận hoạt động của một số nhóm máy bay không người lái và hoạt động cất cánh của máy bay ném bom chiến lược TU-85 và máy bay đánh chặn siêu thanh MiG-31 từ các sân bay của Nga. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên. Điện Kremlin luôn phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong chiến dịch quân sự đặc biệt được phát động từ tháng 2 năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận cuộc không kích của họ hôm 26 tháng 8 đã đánh trúng tất cả các mục tiêu được chỉ định trong cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine. Kiriviri, Kiev và các khu vực miền Trung và miền Đông Ukraine được đặt trong tình trạng báo động không kích từ 20 giờ ngày 26 tháng 8 cho tới sáng hôm sau. Trong một diễn biến liên quan, TASS đưa tin, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đang gửi thiết bị đến Ukraine để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng và tăng cường khả năng phục hồi của nước này. Ông Biden nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu một liên minh gồm hơn 50 quốc gia hỗ trợ Ukraine. Liên minh này đang cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự cực kỳ cần thiết, bao gồm các hệ thống phòng không và máy bay đánh chặn. Như tôi đã tuyên bố tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng 7, Mỹ và các đồng minh của chúng tôi đã cung cấp cho Ukraine 5 hệ thống phòng không chiến lược bổ sung và tôi đã ưu tiên lại việc xuất khẩu phòng không của Mỹ để chúng được gửi đến Ukraine trước. Theo báo cáo mới nhất từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, có những bằng chứng cho thấy Bộ Chỉ huy Quân sự Nga gần đây đã tái triển khai các đơn vị của Trung đoàn VDV-56 từ khu vực Robotine ở phía tây tỉnh Zaporizhia của Ukraine đến tỉnh biên giới Kursk. Đồng thời, các nhà phân tích của ISW cũng cho rằng Nga đã tái triển khai các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 810 và 155 từ tiền tuyến ở phía bắc khu vực Kharkiv, cùng các đơn vị của Lữ đoàn nhảy dù số 11 từ khu vực Chasipya đến chiến đấu ở Kursk. ISW nêu rõ, Bộ Chỉ huy quân sự Nga dường như không đồng tình với kế hoạch tái triển khai lực lượng khỏi nỗ lực tấn công ưu tiên cao nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Pokrov ở tỉnh Donetsk. Nga có khả năng sẽ tiếp tục điều động lực lượng từ các mặt trận mức độ ưu tiên thấp hơn trên khắp chiến trường để tăng cường ở tỉnh Kursk. Ukraine tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8 và cũng đạt được những bước tiến đáng kể. Trong khi đó, quân đội Nga vẫn đang nỗ lực phản công, giành lại quyền kiểm soát những khu định cư Ukraine đã kiểm soát trong suốt 3 tuần giao tranh phó cục trưởng cục chính trị quân sự của lực lượng vũ trang Nga, đồng thời cũng là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, thiếu tướng Ati Alaudinov Al mới đây cho biết, quân đội nước này đã thành công giải phóng thêm hai khu định cư ở khu vực biên giới Kurs. Ông nhấn mạnh, lực lượng Ukraina liên tục tấn công các khu định cư và thực sự đã chịu tổn thất lớn. Một quân nhân Ukraina bị Nga bắt giữ thừa nhận, binh lính được huy động từ lực lượng vũ trang Ukraina không được thông báo rằng họ sẽ được điều đến chiến đấu ở khu vực Kursk. Người này cũng tiết lộ nhiều binh lính được Ukraine huy động đến vùng Kursk mà không được huấn luyện. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi giao tranh bắt đầu ở Kursk, tổng thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 6.200 quân nhân, 73 xe tăng, 33 xe chiến đấu bộ binh, 61 xe bọc thép trở quân, 404 xe chiến đấu bọc thép, 188 xe quân sự, 42 khẩu pháo, 5 bệ phóng tên lửa phòng không, 11 bệ phóng tên lửa đàn nòng, 9 trạm tác chiến điện tử, 2 radar phản pháo, 1 radar phòng không, 5 thiết bị công binh, và một đơn vị rà phá bom mìn UR-77. Trang tin tốc Nga ngày 26 tháng 8 đưa tin, quân đội Nga đã liên tiếp giành được 3 bước tiến lớn tại quận Pokrov, tỉnh Donetsk, khiến tình hình thành phố Pokrov, pháo đài kiên cố của Ukraine trong khu vực, trở nên nguy ngập hơn. Đầu tiên, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn làng Kalinovo, quận Pokrov, tỉnh Donetsk, khu định cư duy nhất ở hữu ngạn hồ chứa Kalovskoye nơi lực lượng vũ trang Ukraine vốn đóng quân. Theo tờ Argumenti Ifakti Nga, cờ Nga đã được kéo lên tại Kalinovo. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hơn 30 khu định cư theo hướng Pokrov và Torez đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong những ngày gần đây. Các đoạn video ghi lại cảnh những lá cờ Nga được kéo lên tại trung tâm các khu định cư ở Pokrov và Torez đã được công bố làm bằng chứng. Top World cho biết trước đó 4 ngày, các đơn vị tác chiến của Ukraine đã bắt đầu rút lui khỏi Kalinovo, nhưng thời điểm đó, quân đội Nga mới chỉ kiểm soát được một nửa khu định cư, phần còn lại nằm trong vùng xám, vùng vẫn đang tranh chấp. Việc Nga giành được quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Kalinovo sẽ làm phức tạp đáng kể tình hình đối với các đơn vị Ukraine đóng tại khu định cư Kalovka, quận Pokrov, từ đó khiến tình hình thành phố Pokrov trở nên nguy cấp hơn. Đối với Kiev, việc để mất thành phố Pokrov có thể gây ra những hậu quả ở quy mô chiến lược Cùng với bước tiến tại Kalinovo, theo tốc quân đội Nga đã đột phá hàng phòng thủ của lực lượng Ukraine tại tây nam Grodokka, quận Pokrov, tiến vào khu định cư này từ hai phía Đông và Nam. Tại tây nam Grodokka, quân đội Nga giành quyền kiểm soát thêm 4 km vuông lãnh thổ, đẩy lùi lực lượng Ukraine qua sông Zuratka, con sông hiện đang chia địa bàn Grodokka, thành hai phần. Nhằm ngăn cản bước tiến của Nga, Ukraine đang tăng cường triển khai máy bay không người lái UAV, trong khi đó lực lượng nga ứng phó bằng cách sử dụng các hệ thống phun lửa hạng nặng để phá hủy các điểm vận hành uav của ukraine tại novogrodovka nằm ở phía tây pokrov quân đội nga đã giành quyền kiểm soát khoảng một nửa khu định cư này agumenti ifakti cho biết thêm rằng quân đội nga đã thiết lập quyền kiểm soát đối với cây cầu đường sắt ở phía tây novogrodovka đây là một khu vực quan trọng của mặt trận nếu giành quyền kiểm soát hoàn toàn novogrodovka Nga có thể tước đi cơ hội luân chuyển và cung cấp đạn dược của Ukraine. Hiện tại, lực lượng Ukraine gần Pokrov đang tìm cách che chắn để tạm rút lui về Memrich, quận Bắc Mút, tỉnh Donetsk. Sau khi Nga ổ ạt tấn công Ukraine ngày 26 tháng 8, Ukraine đang chuẩn bị đáp trả bằng vũ khí do chính nước này sản xuất. Thông tin trên do Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Cụ thể, ông Umerov viết, điều này một lần nữa chứng minh rằng để giành chiến thắng chúng ta cần có khả năng tầm xa và dỡ bỏ hạn chế đối với các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của đối phương. Ukraine đang chuẩn bị đáp trả vũ khí là do chính chúng ta sản xuất. Ngay trước phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ Ukraine phát triển một loại vũ khí tấn công mới có tên Palianicia, được mô tả là sự kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái, còn gọi là tên lửa không người lái. Ông Zelensky cho biết Palianisia đã được sử dụng để chống lại Nga. Theo tờ Kyiv Independent, trong bài phát biểu buổi tối 26 tháng 8, ông Zelensky nói rằng ông đã thảo luận với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Sisky về việc đẩy lùi cuộc tấn công hàng loạt gần đây của Nga, cũng như phản ứng tiềm tàng của Ukraine đối với những cuộc tấn công này. Ông Zelensky nói, mỗi cuộc tấn công như vậy khơi lại vấn đề về khả năng tầm xa nhu cầu lực lượng phòng thủ của chúng ta phải có đủ vũ khí tầm xa có thể khống chế đối phương. Đây là chiến thuật ứng phó tốt nhất mà mỗi đối tác của chúng ta có quyền và sẽ sử dụng để tự bảo vệ mình. Kiev từ lâu đã lập luận rằng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp đang kìm hãm nỗ lực quân sự của nước này. Trong khi đó, các đối tác phương Tây tin rằng việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ có thể là nguyên nhân dẫn đến leo thang. Hồi tháng 5, Mỹ cho phép Ukraine sử dụng bệ phóng tên lửa đa nòng HIMA, tên lửa GMLRS và pháo binh nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga gần biên giới Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ và Anh vẫn cấm Ukraine sử dụng tên lửa Atak MS do Mỹ sản xuất và tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất để tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga. Đài BBC đưa tin trong ngày 26 tháng 8, Nga đã tiến hành một trong những cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oletchuk thông báo Nga đã phóng 127 tên lửa và 109 máy bay không người lái UAV. Trong số đó, Ukraine đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 UAV. Ông Oletchuk gọi cuộc không kích kết hợp này là cuộc tấn công trên không lớn nhất. Tên lửa và máy bay không người lái Nga nhắm vào hơn một nửa các khu vực của Ukraine. Cơ sở hạ tầng điện bị tấn công gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Toàn bộ Ukraine ở trong tình trạng báo động không kích và người dân tìm nơi trú ẩn. Nga sau đó xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, vốn là một trong những chiến thuật lâu dài của Moscow. Trong những tháng gần đây, Nga đã nối lại chiến dịch tấn công vào lưới điện, gây ra tình trạng mất điện thường xuyên trên khắp Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận, hướng đi Pokrovskoye ở khu vực do Kiev kiểm soát là khó khăn nhất đối với quân đội Ukraine. Trong một tin nhắn đăng trên kênh Telegram, ông Zelensky nói, Tổng tư lệnh Alexander Sisky đã báo cáo về tình hình ở mặt trận, trong đó về hướng Pokrovsky là khó khăn nhất trong số các cuộc tấn công của Nga. Giữa những thành công của quân đội Nga tại DPR, chính quyền do Ukraine chỉ định vào tuần trước đã bắt đầu sơ tán cưỡng bức các gia đình có trẻ em khỏi 14 khu định cư nằm ở quận Krasnoa, Mexico, thuộc khu vực do Kiev kiểm soát của DPR. Đặc biệt, đây là các thành phố Krasnoamesky và Rodinskoye, các làng Ignatovka, Dachenskoye, Chentoye, Zelenoe, Lysovka, Novopavlovka, Novokrenka, Puskino, Rok, Sukhoya, Rosa, Chunisino. Ngày 26 tháng 8, chính quyền Ukraine đã mở rộng vùng sơ tán khỏi khu vực của DPR dưới sự kiểm soát của họ, bao gồm 30 khu định cư của các cộng đồng lãnh thổ Konstantinovskaya và Selidovskaya từ Konstantinovka, Beleagora, Bezimiani, Izevka, Belokutminovka, Veronyubovka, Dilejevka, Kalinovoy, Maisky, Makovo, Molokchaka, Nelipovka, Novodmichovka, Grigorovka. Krasnoamaysk là một trung tâm khu vực ở phía tây bắc DPR. Tính đến năm 2022, dân số thành phố là hơn 61.000 người. Ở đây có một trung tâm giao thông lớn với các tuyến đường sắt và đường bộ nối đô với vùng Dnepropetrovsk lân cận của Ukraine. Ngoài ra, thông qua Krasnoamey còn có tuyến đường sắt kết nối với các thành phố do Kiev kiểm soát ở phía bắc DPR là kramatorsk và Slavyansk. Hãng thông tấn TASS cho biết, trong ngày 26 tháng 8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Stanislavovic Ciski đã có cuộc điện đàm với tướng Christopher Cavoli, tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu, để thảo luận về tình hình mặt trận. Tôi đã có cuộc trò chuyện với tướng Christopher Cavoli, tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu. Tôi đã thông báo với ông Cavoli về tình hình và diễn biến các hoạt động quân sự ở nhiều hướng khác nhau của mặt trận. Ông Siski thông báo qua kênh Telegram cá nhân, đồng thời cho biết hai phía đã thảo luận về việc tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine. Cuộc điện đàm được diễn ra sau khi ông Sisky đã có cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại cuộc họp, ông Zelensky lần nữa nhấn mạnh hướng Pokrov là hướng khó khăn nhất với Ukraine hiện nay do các hoạt động tấn công mạnh mẽ nhất của lực lượng Nga. Ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu qua video đăng trên kênh Telegram cá nhân ngày 6 tháng 8, các quyết định đã được đưa ra để củng cố vị trí của chúng tôi. Lầu Năm Góc cũng đã lên tiếng trước bước tiến của Nga theo hướng Pokrov. Trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 8, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết Mỹ đang theo dõi chặt chẽ bước tiến của Nga ở Pokrov. Ông Ryder nói, Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình, phía Nga đang có những bước tiến dần dần ở đó, Pokrov. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi, tham vấn với phía Ukraine để hiểu rõ nhu cầu của họ, từ đó giúp họ bảo vệ lãnh thổ của mình. Theo tờ Economist Anh, Pokrov nằm ở phía tây bắc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, DPR, cách thành phố Donetsk 55 km. Đây là cửa ngõ tiến vào khu vực Dnepropetrov và toàn bộ bờ trái của sông Dnieper, đồng thời là ngã ba đường sắt lớn nhất ở phía tây Donbass. Ngày 19 tháng 8, Ukraine đã công bố yêu cầu sơ tán bắt buộc đối với các gia đình có trẻ em tại Pokrov. Bên cạnh đó, theo Economist, các quan chức địa phương cũng đã rời đi. Tình hình của lực lượng Ukraine gần Pokrov đang xấu đi. Đại tá Pavel Fedosenko, chỉ huy trung đoàn 92 lực lượng Ukraine cho biết lực lượng của họ tại đây gần như không được nghỉ ngơi. Trong khi đó, nói với Economist, một binh sĩ trực thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 59 với mặt xanh Dublin tin rằng các vấn đề của quân đội Ukraine đang trở nên trầm trọng hơn do những mệnh lệnh thiếu sáng suốt. Kênh Military Sumari đưa tin đêm 25 dạng sáng ngày 26 tháng 8, Nga thực hiện một đoàn tập kích quy mô lớn chưa từng có vào Ukraine với 127 tên lửa và tên lửa hành trình cũng như 109 máy bay không người lái Keran. Trên hết, cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine đã bị tấn công, đặc biệt là các trạm biên áp và nhà máy điện. Tình hình ở biên giới Belarus-Ukraine ngày càng trở nên căng thẳng khi Bộ Ngoại giao Nga đưa ra cảnh báo đối với Belarus. Về phía Kursk, tình hình đã trở nên trầm lắng hơn trong 48 giờ qua và các chiến tuyến vững chắc dường như đang hình thành. Tại Trần Sông Gia, quân đội Nga được cho là sẽ tiến dọc theo các ngôi nhà dân và ở Torres, cuộc tấn công của họ vẫn tiếp tục và bộ binh Nga cũng đang tấn công theo hướng nhà tù. Về phía Pokrov, giao tranh vẫn tiếp tục ở Khorodipka, Novorodipka và bây giờ là ngay phía trước khu định cư Sanido. Theo kênh Riyadokka, vùng đất Donbass ngày càng trở nên lỏng nẻo và dễ vỡ đối với một trong các bên tham chiến, theo đúng nhận đèn là biến mất dưới chân quân đội Ukraine AFU. Ngày 26 tháng 8 tiếp tục là một ngày đen tối, tình thế tồi tệ nhất đối với lực lượng Kiev là trục Krodokka, Novo Krodokka, Selidovo, bao trùm hướng Pokrov, Adiivka và Minokrad. Việc phòng thủ của AFU ở đây ngày càng khó khăn khi nhiều cứ điểm đồng loạt sụp đổ trước những đòn tấn công chính xác và không ngừng nghỉ của lực lượng Moscow. Quân đội Nga đã kiểm soát phần phía nam và trung tâm của thành phố Novokrodokka, một khu vực hẹp trải từ đông nam đến tây bắc, và theo dữ liệu từ phía Ukraine, họ ngày càng bị kéo về phía bắc, chuẩn bị rút lui với những trận đánh mở đường máu để tháo chạy. Không có gì lạ, giữa Novgorodka và Krodokka, nơi cũng diễn ra những trận chiến thành công, một vạc dầu thực sự được tạo khi Krutoya, Krasnaya được kiểm soát và các đơn vị tiên phong của nga đã đột nhập vào Nikolaevka. Từ đó có đường đi thẳng chưa đầy 2 km tới Minokras để ngăn chặn các trận đánh phá vây, quân đội nga đã chủ động tiến tới bãi thải của mỏ Novgorodskaya ba. Việc kiểm soát nơi này sẽ không cho phép lực lượng kiev rút lui đàng hoàng và có tổ chức kênh RV Vuen cho biết chi tiết hơn khi xác nhận phần lớn Novogrodoka đã bị quân đội Nga chiếm giữ. Cuộc tấn công của họ ở Kalinovo cũng kết thúc thắng lợi. Các đơn vị thuộc cụm quân trung tâm tiếp tục đột phá mạnh mẽ về hướng Pokrov Avdiivka khi mà cuộc tấn công Novogrodoka đang đến đỉnh điểm. Ukraine đã để mất phần lớn thành phố và đang buộc phải rút lui. Kể từ hôm qua, các binh sĩ Nga đã tiến vào trung tâm thành phố cho một khu vực rộng tới 1,5 km và sâu 1,2 km các chiến binh Ukraine viết, phần phía đông và trung tâm của Novo đã bị Nga kiểm soát, đối phương đang tích cực tiến về phía Krodoka. Họ có thể tiếp cận từ phía nam và chiếm quyền kiểm soát ba vành đai rừng liền kề. Họ cũng đang tiến về bãi thải của mỏ Koti Arevsky, hạ gục xe tăng của chúng tôi bằng UAV FPV. Bây giờ mọi thứ đều bốc cháy. Ở phía đông Grodoka, lực lượng Moscow đã tiến tới độ sâu 1 km, trong khi tại bắc Mikhailovka, họ cũng phát triển thêm 650 m, tiếp cận mỏ Kotli Arevskaya. Cũng trong ngày đã xảy ra một cuộc tấn công khu định cư Kalinovo, lực lượng Kiev thừa nhận việc rút lui và việc dọn dẹp đang được Nga hoàn tất. Phía Ukraine cũng báo cáo rằng quân đội Nga đang tấn công khu vực bãi thải Mikhailovsky, cố gắng giành chỗ đứng. Kênh Riba cho biết, lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt cuộc tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine khiến nhiều nơi mất điện. Đổi lại, Kiev đã phóng một số UAV tập kích một số khu vực ở Nga. Tại vùng Kursk, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Đến cuối ngày, AFU đã tiến vào khu vực Snagos và quận Susa. Quân đội Nga tấn công đối phương và những mục tiêu ở biên giới vùng Sumy. Theo hướng Pokrov, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công một số khu vực. Trong khi đó, ở Nam Donetsk, có nhiều báo cáo về việc họ bắt đầu cuộc đàm phán Uleda, voleda Nhưng đến cuối ngày, chỉ có một vài cuộc không kích vào Vodian được xác nhận. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo tối ngày 26 tháng 8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Trong 24 giờ qua, 148 cuộc đụng độ giữa hai bên đã diễn ra. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupian, Liman, Sivers, Kramatorsk, Kurakovsky, Vremovsky và Dnieper. Ở các hướng khác, Nga không tiến hành các hoạt động tấn công. Tình hình ở hướng Torres rất căng thẳng. Hôm 26 tháng 8, đối phương được không quân đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự Ukraine 11 lần. Cuộc tấn công ở khu vực New York vẫn tiếp tục. Tình hình rất khó khăn ở hướng Pokrov. Các đơn vị Ukraine đã đẩy lùi 56 cuộc tấn công. Lực lượng Kiev đang thực hiện các biện pháp để giữ vững phòng tuyến, nỗ lực gây tổn thất cho đối phương. Báo cáo viết. Theo ước tính sơ bộ, trong ngày qua, Moscow đã mất gần 200 binh sĩ thiệt mạng và bị thương. Ukraine đã phá hủy hai hệ thống pháo, hai súng cối và ba phương tiện. Ngoài ra, một hệ thống pháo và bốn phương tiện bị hư hỏng, Bộ Tổng tham mưu cho hay. Không quân Ukraine trên Telegram đã phát cảnh báo đỏ trên khắp cả nước do máy bay MiG-31K và Tu-95 cất cánh. Cảnh báo có đoạn, mới đe dọa tên lửa trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine, MiG-31K cất cánh, đừng bỏ qua tiếng còi báo động của cuộc không kích. Khoảng 4 giờ 10 tức 8 giờ 10 theo giờ Việt Nam, còi báo động không kích bắt đầu vang lên ở các khu vực. Ngoài MiG-31K, nhiều máy bay ném bom Tu-95MS cũng được ghi nhận đã cất cánh từ sân bay Engel. Không quân Ukraine thông báo, việc cất cánh của một số tu 95 MS từ sân bay Engel đã được ghi lại. Thời gian dự kiến tiếp cận khu vực phóng tên lửa là 4 giờ 30 phút. Trong các thông báo cập nhật đã ghi nhận sự xuất hiện của tên lửa hướng tới vùng Chekhnikiv, Poltava, Chekasi, Kiev, Uman và có tiếng nổ ở Kiev. Sau đó liên tục từ 5 giờ 32 đến 5 giờ 47, không quân Ukraine báo cáo thêm hướng di chuyển của tên lửa Nga ở Chekasi, Vinitsia, Nikolaev, Kamenitsky và Rivne. Các thông tin về đoàn tập kích quy mô lớn này đang được tiếp tục cập nhật. Theo Ukrainska Pravda, trong bài phát biểu tối ngày 26 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng một trong những nguyên nhân lực lượng vũ trang Ukraine đột kích khu vực Kursk trong lãnh thổ Nga là nhằm bù đắp cho việc thiếu hụt vũ khí tầm xa. Ông Zelensky nói, sự hiện diện thực tế của các lực lượng của chúng tôi ở khu vực Kurs, các hành động tích cực của chúng tôi nhằm tiêu diệt mối đe dọa từ Nga trên lãnh thổ của mình, cùng với những điều khác, đây là một cách để bù đắp cho việc thiếu hụt vũ khí tầm xa. Tổng thống Ukraine nhắc lại rằng, các khu vực mà tên lửa Nga được phóng nhằm vào Ukraine bao gồm không phận của vùng Kurs, Benkoros và các vùng biên giới khác của Nga, cũng như Biển Đen và bán đảo Crimea nhà lãnh đạo lưu ý một cuộc tấn công như vậy lặp đi lặp lại đều đưa chúng ta trở lại nhiệm vụ về khả năng tầm xa nhu cầu cung cấp cho lực lượng phòng vệ của chúng ta đủ vũ khí tầm xa có thể loại bỏ đối phương ngay tại nơi họ phát động tấn công đây là cách tối ưu European Pravda đưa tin người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby tuyên bố trong cuộc họp giao ban trực tuyến hôm 26 tháng 8 rằng Washington sẽ tiếp tục giúp Kiev tăng cường hệ thống năng lượng vào phòng không sau cuộc tấn công lớn của Nga và Ukraine, đồng thời gọi cuộc tấn công lớn của Nga là một bước đi kinh điển trong chiến lược của ông chủ điện Kremlin Vladimir Putin. Ông Kirby nói, Họ người Nga đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đặc biệt là vì trời sắp lạnh và mọi người sẽ cần sợi ấm. Và nhấn mạnh, vụ không kích mới nhất của Nga là một bước đi kinh điển trong chiến lược của Tổng thống Vladimir Putin. Theo không quân Ukraine, trong ngày 26 tháng 8, Nga đã sử dụng 236 tên lửa và UAV trong cuộc không kích. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 UAV. Người phát ngôn Nhà Trắng nói thêm rằng Mỹ đang tập trung vào việc tăng cường hơn nữa khả năng phòng không của Ukraine. Ông Kirby nói, chúng tôi tập trung vào việc tìm kiếm các hệ thống và hệ thống đánh chặn không chỉ từ Mỹ mà còn từ các đồng minh và đối tác, nhắc lại việc chuyển giao 5 hệ thống phòng không Patriot được công bố tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Ông cũng nói rằng Mỹ đang hợp tác với Ukraine để tăng cường cơ sở hạ tầng năng lượng. Vấn đề không chỉ là bảo vệ các địa điểm cụ thể, mặc dù đó là một phần quan trọng của quá trình này. Chúng tôi cần đảm bảo rằng họ có biên độ an toàn, nguồn dự trữ, chuỗi cung ứng để cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục hoạt động bình thường nếu bị tấn công. Ngoài ra, ông Kirby tiết lộ rằng Kiev yêu cầu các đồng minh cho phép họ mở rộng việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga và Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận liên quan tới đồng nghiệp Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng lưu ý rằng, cho đến thời điểm hiện tại, không có thay đổi nào trong chính sách về việc Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ. Sau cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có này của Nga, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell đã nhắc lại lời kêu gọi dỡ bỏ mọi hạn chế hiện tại đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga. Pravda Ukraina hôm 27 tháng 8 cho biết, nhà chức trách Ukraina đã ban bố cảnh báo không kích trên hầu khắp lãnh thổ sau khi phát hiện nhiều nhóm máy bay không người lái UAV tự sát đang hướng đến nước này cùng loạt oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS và tiêm kích hạng nặng MiG-31K mang tên lửa Kinsan. Cơ quan quân sự thủ đô Kiev cho biết lực lượng phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn UAV và tên lửa hành trình. Reuters dẫn lời nhân chứng ở thủ đô Kiev nói rằng ít nhất 3 loạt tiếng nổ đã vang lên ở thành phố. Nhà chức trách Kiev sau đó thừa nhận mảnh vỡ tên lửa và UAV Nga bị đánh chặn, rơi xuống mặt đất gây cháy. Ukraine chưa công bố quy mô của đợt không kích mới nhất. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Nga triển khai tên lửa và UAV tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin Nga đã phóng hơn 200 tên lửa và UAV tự sát nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine trong ngày 26 tháng 8 đánh dấu một trong những đợt không kích quy mô lớn nhất từ đầu chiến sự. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olechuk tuyên bố lực lượng này đã bắn hạ 102 trong số 127 tên lửa, trong đó có một tên lửa Kinzan và 99 trong số 109 UAV. Truyền thông Ukraine cùng ngày ghi nhận các vụ nổ gây thiệt hại tại nhiều cơ sở năng lượng, bao gồm đập thủy điện Kiev ở ngoài ô thủ đô Kiev. Quân đội Nga sau đó cho biết đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine ở 9 tỉnh, trong đó có Kiev và Odessa, cũng như kho chứa vũ khí hàng không được phương Tây viện trợ, đặt tại những sân bay quân sự ở Kiev và Dnipropetrov. Theo nguồn tin của Ria Novosti, lực lượng Nga cũng nhắm mục tiêu vào khu vực ivano frankivsk nơi có nhà kho, được cho là chứa hai chiếc tiêm kích F-16 mà phương Tây viện trợ Ukraine, chưa rõ hiệu quả của đòn tấn công. European Prada đưa tin, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby tại cuộc họp báo trực tuyến vừa diễn ra hôm 26 tháng 8 cho biết, Nga đang nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine, đặc biệt là vì thời tiết sắp trở lạnh và người dân Ukraine sẽ cần điện để sưởi ấm. Theo ông Kirby, cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất của Nga là động thái kinh điển trong chiến lược của Tổng thống Vladimir Putin. Ông cũng thông tin rằng Washington sẽ tập trung vào việc tăng cường hơn nữa khả năng phòng không của Ukraine, tập trung vào việc tìm kiếm các hệ thống đánh chặn và hệ thống không chỉ từ Mỹ mà còn từ các đồng minh và đối tác khác. Ông Kirby nhắc lại việc chuyển giao 5 hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine đã được công bố tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa diễn ra gần đây. Ông cũng cho hay Mỹ đang hợp tác với Ukraine để tăng cường cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, mặc dù đó là một phần quan trọng của quá trình này, nhưng không chỉ đơn thuần là bảo vệ một số địa điểm nhất định. Ông giải thích thêm rằng Mỹ cần đảm bảo rằng Ukraine có biên độ an toàn, dự trữ và chuỗi cung ứng để cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này tiếp tục hoạt động ngay cả khi bị tấn công. Bình luận trên được đưa ra sau khi Nga tấn công quy mô lớn bằng hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái UAV vào các vùng Kiev, Vinitsia, Zhytomyr, Khmelnytsky, Dnepropetrovsk, Poltava, Nikolaev, Kirovograd và Odessa, cũng như các trạm nền khí ở Lviv, Ivano-Frankiv và Kharkov. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công liên tục của Nga và Ukraine sau khi Ba Lan cho biết một máy bay không người lái có thể đã xâm nhập không phận nước này trong cuộc tấn công vào dạng sáng ngày 28 tháng 6, theo giờ địa phương. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng lực lượng vũ trang nước này đã xâm nhập vào lãnh thổ tỉnh Kursk của Nga cùng với nhiều lý do khác, bao gồm cả việc nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt tên lửa tầm xa. Ông Zelensky nói, sự hiện diện thực tế của lực lượng chúng tôi tại tỉnh Kursk và những nỗ lực tích cực của chúng tôi nhằm loại bỏ mối đe dọa từ Nga trên lãnh thổ họ, đồng thời là một cách để bù đắp cho sự thiếu hụt về năng lượng tầm xa. Và lưu ý rằng, các khu vực mà Nga sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine chủ yếu là không phận của các tỉnh Kursk và Benkoros, các khu vực biên giới khác của Nga, vùng Biển Đen và bán đảo Crimea. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba viết trên mạng xã hội X hôm 26 tháng 8, sáng nay Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào 15 khu vực của Ukraine, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng và hệ thống năng lượng của chúng ta. Theo ông Kuleba, cuộc tấn công của Nga đã dẫn đến thương vong và thiệt hại cho dân thường cũng như thiệt hại cho các cơ sở năng lượng của Ukraine. Ông Kuleba cho biết thêm, cả hai lần quyết định cụ thể mà các đối tác của chúng ta có thể đưa ra để giúp chúng ta chấm dứt cuộc tấn công của Nga sớm hơn. Đầu tiên, cho phép các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào tất cả các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga. Thứ hai, cho phép sử dụng hệ thống phòng không của các đối tác để bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái gần không phận của họ không có quyết định nào trong số này là leo thang. Ngược lại, chúng sẽ ngăn chặn Nga và số lượng các cuộc tấn công của Nga, cũng như thương vong do hậu quả của các cuộc tấn công. Hãy hành động ngay bây giờ, không phải sau này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay cũng đưa ra lời kêu gọi tới các đối tác phương Tây để tăng cường hỗ trợ cho Kiev, sau khi ông cáo buộc Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất, một cuộc tấn công kết hợp với hơn 100 tên lửa các loại và khoảng 100 máy bay không người lái xa khét. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Trên khắp Ukraine, chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa để bảo vệ các sinh mạng nếu lực lượng không quân của các nước láng giềng châu Âu của chúng ta hoạt động phối hợp với các máy bay F-16 và hệ thống phòng không của chúng ta. Nếu sự thống nhất như vậy đã chứng minh được hiệu quả ở Trung Đông thì cũng phải có hiệu quả ở châu Âu." Ông Zelensky tuyên bố Ukraine không thể bị hạn chế về khả năng tầm xa khi đối phương không phải đối mặt với những hạn chế như vậy. Mỹ, Anh, Pháp và các đối tác khác của chúng ta có đủ sức mạnh để giúp chúng ta ngăn chặn điều này, đã đến lúc hành động quyết đoán. Không quân Ukraine thông báo phát hiện hàng chục tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào khẩu hết các khu vực trên khắp đất nước, từ các khu vực tiền tuyến phía đông Kharkov và Dnipro đến thành phố cảng phía nam Odessa cũng như thủ đô Kiev. Thủ tướng Ukraine Denis Mikhan viết trên Telegram, Nga một lần nữa đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Ông cho biết ít nhất 15 khu vực ở Ukraine đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công kết hợp của máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh kiên Công ty năng lượng quốc gia Ukraine Ukrainecro đã buộc phải thực hiện tắt điện khẩn cấp để ổn định hệ thống. Theo Sergei Kovalenko, giám đốc điều hành của công ty năng lượng Rasno, tình trạng mất điện đã được ghi nhận ở một số thành phố, bao gồm Kiev và Dnipro. Sau cuộc tấn công vào sáng nay, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushenko cho biết, ngành năng lượng Ukraine đang trong tầm ngắm và mức độ thiệt hại đang được điều tra. Theo chính quyền Ukraine, đã có báo cáo về các trường hợp tử vong tại các khu vực Dnipropetrov, Zaporizhia, Volyn và Zhytomyr. Theo chỉ huy quân sự khu vực, ít nhất 5 người đã bị thương tại khu vực Poltava, miền Trung khi một cơ sở công nghiệp bị tấn công. Tại Kiev, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố cho biết các hệ thống phòng không đang hoạt động cho khu vực và vùng ngoại ô thủ đô, đồng thời khuyến cáo người dân nên ở trong nơi trú ẩn. Ngày 26 tháng 8, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ có đáp trả về việc Ukraine xâm nhập vùng Kursk, đồng thời khẳng định ý tưởng cho việc đàm phán lệnh ngừng bắn đối với Kiev là không còn thích hợp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời báo giới, những hành vi thủ địch như vậy không thể để tiếp diễn mà không có phản ứng thích đáng. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng lên tiếng khẳng định Ukraine sẽ nhận phản ứng thích đáng nhưng không nói rõ đáp trả đó có thể là gì. Trong cuộc họp báo, ông Peskov cũng bác bỏ các thông tin trên truyền thông cho rằng đã có động thái đàm phán cho một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Theo người phát ngôn của Điện Kremlin, việc đàm phán vào thời điểm này đã không còn là sự quan tâm của Moscow. Cũng trong ngày 26 tháng 8, Nga cho biết họ đã tấn công dồn dập lực lượng Ukraine tại hơn chục điểm dọc theo mặt trận ở vùng Kursk. Hôm 6 tháng 8, hàng ngàn binh lính của Ukraine bắt ngờ tràn qua biên giới và tấn công vùng Kursk của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25 tháng 8 nói lực lượng Kiev đã tiến tới 3 km tại vùng Kurs và nắm quyền kiểm soát thêm hai khu định cư. Trong khi đó, Nga tuyên bố họ đã tấn công nhiều lưỡng đoàn của Ukraine tại ít nhất 12 địa điểm về các cuộc không kích cũng như tấn công bằng pháo binh và bộ binh. Nga cũng cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine tại 7 điểm khác nhau ở vùng Kurs và tấn công lực lượng Kiev tại 16 địa điểm tại khu vực Sumy biên giới của Ukraine. Ngày 26 tháng 8, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết Mỹ lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể. Trước đó vào sáng ngày 26 tháng 8, một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao vào Ukraine đã được Moscow thực hiện từ các phương tiện trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái. Hầu hết các mục tiêu đều là cơ sở năng lượng phục vụ tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine cuộc tấn công gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu bị tấn công vào ngày 26 tháng 8 nằm ở các vùng Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Kamenitsky, Dnepropetrovsk, Poltava, Nikolaev, Kirovokras và Odessa, cũng như các trạm nén khí ở Lviv, Ivano-Frankiv và Kharkov. Ngoài cơ sở khả tầng năng lượng, Nga cũng tấn công các sân bay ở Kiev và Dnepropetrov được quân đội Ukraine sử dụng làm nơi cất giữ vũ khí do phương Tây viện trợ. Các cuộc tấn công được Nga triển khai sau khi Ukraine sử dụng UAV tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, trong bối cảnh Kiev thúc giục các đồng minh cho phép dùng tên lửa tầm xa. Tổ hợp Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công liên tục của Nga và Ukraine sau khi Ba Lan cho biết một máy bay không người lái có thể đã xâm nhập không phận nước này trong cuộc tấn công vào dạng sáng ngày 26 tháng 8. Bà Faran Dalala cho rằng, mặc dù chúng tôi không có thông tin nào cho thấy Nga cố ý tấn công các đồng minh, nhưng những hành động này có khả năng gây nguy hiểm. Trong một diễn biến liên quan, theo Reuters, ngày 26 tháng 8, Nga khẳng định không có cuộc đàm phán ngừng bắn nào với Ukraine. Theo tuyên bố của Điện Kremlin, chủ đề đàm phán ngừng bắn với Kiev đã không còn phù hợp. Khi được hỏi liệu các đề xuất về đàm phán hòa bình do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hồi tháng 6 hiện có bị rút khỏi bàn đàm phán không, trợ lý Tổng thống Nga ông Yuri Usakov cho biết, không, chúng không bị hủy bỏ, tuy nhiên vào thời điểm này, tất nhiên hoàn toàn không thích hợp để bắt đầu bất kỳ tiến trình đàm phán nào. Theo Newsweek, Mỹ đã gửi một số tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm xa đến Ukraine vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, Kiev chỉ được phép sử dụng số tên lửa này trong lãnh thổ Ukraine và tại bán đảo Crimea đã sắp nhập vào Nga, không được dùng trên lãnh thổ Nga. Gần đây, một số quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Mỹ chia sẻ với tờ Politico rằng các cuộc tấn công bằng attack MS nhằm vào các mục tiêu ở Nga sẽ không hiệu quả như Kiev mong đợi bởi Moscow đã triển khai lại máy bay quân sự của mình từ các căn cứ không quân Nga gần Ukraine. Thế nhưng, các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington, Mỹ không đồng tình với ý kiến này trong đánh giá hôm 24 tháng 8, khi công bố các hình ảnh vệ tinh và bản đồ cho thấy 250 mục tiêu vẫn nằm trong phạm vi của ATAC MS của Ukraine. Theo các hình ảnh, mục tiêu ban đầu gồm các căn cứ quân sự lớn, trạm thông tin liên lạc, trung tâm hậu cần, cơ sở sửa chữa, kho chứa nhiên liệu, kho chứa đạn dược và các sở chỉ huy thường trực ISVK cho hay sẽ cực kỳ khó khăn hoặc không thể đối phó với Nga để nhanh chóng tái triển khai tài sản từ những nơi này. Có 17 trong số 250 mục tiêu này là sân bay và quân đội Nga khó có thể tái triển khai tài sản khỏi toàn bộ 233 mục tiêu còn lại, như cách nước này làm với các phương tiện trên không. Các nhà nghiên cứu nêu ý kiến họ cho biết thêm lực lượng ukraina không cần phải tấn công mọi mục tiêu quân sự và bán quân sự của nga nằm trên lãnh thổ nga trong tầm bắn của vũ khí do phương tây cung cấp để bắt đầu tạo áp lực tác chiến đáng kể đối với quân đội nga ukraina được phép sử dụng hệ thống HIMARS s do mỹ cung cấp với gmlrs hệ thống tên lửa phóng loạt có điều khiển và các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ nga nhưng vũ khí này có tầm bắn ngắn hơn theo ISVK, chỉ 20 trong số 250 mục tiêu nằm trong tầm bắn của các loại vũ khí này. Hồi tháng 7, Lầu Năm Góc đã đưa ra cảnh báo về cuộc xung đột lan rộng ra ngoài biên giới Ukraine. Chúng tôi không muốn thấy những hậu quả không mong muốn, một sự leo thang có thể biến cuộc xung đột này thành một cuộc giao tranh lớn hơn vượt ngoài biên giới Ukraine, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder nói. Thông báo trên được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ quyết định nới lỏng lệnh cấm các vũ khí và trang thiết bị được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga vào tháng 5 sau các cuộc tấn công của Moscow và Kharkov. Nhưng việc nới lỏng hạn chế này không áp dụng với tên lửa ATACMS. Ngày sau tháng 8, Kiev bất ngờ tấn công vào khu vực Kursk của Nga, giáp với vùng Sumy của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát 1.250 km vuông và 92 khu định cư. Tổng thống Ukraine Zelensky đã thừa nhận tình hình ở tiền tuyến phía đông của nước này rất khó khăn. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã có hàng chục cuộc giao tranh ở một số điểm nóng trên tiền tuyến theo hướng đó. Một số báo cáo cho rằng Ukraine có thể đã chuyển một số nguồn lực quân sự từ khu vực Donetsk ở phía đông, nơi diễn ra những cuộc giao tranh dữ dội nhất ở Ukraine để tiến hành tấn công Kursk. Nhiều chuyên gia lo ngại động thái này của Kiev có thể là sai lầm nghiêm trọng. Kể từ ngày 6 tháng 8, khi Ukraine bắt đầu cuộc tấn công xuyên biên giới, Nga đã tiến thêm được vài km về phía thành phố Pokrov thuộc Donetsk ở phía đông Ukraine. Ngoài ra, Moscow cũng tuyên bố đã kiểm soát khu định cư Salane cách Pokrov gần 20 km, cùng nhiều ngôi làng và một số khu định cư khác. Hơn 50.000 dân thường vẫn ở lại Pokrov. Nếu Nga chiếm được thành phố này, thì đây sẽ là trung tâm dân số lớn nhất mà Moscow kiểm soát kể từ tháng 5 năm 2023. Đối với Ukraine, việc mất Pokrov sẽ gây ra hậu quả nặng nề. Pokrov là trung tâm hậu cần của Ukraine, nằm ở ngã ba của hai con đường chính xuyên qua khu vực. Việc chiếm thành phố này được coi là chìa khóa để quân đội Nga thực hiện mục tiêu của Tổng thống Putin là kiểm soát các vùng Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine, còn gọi là Donbass. Quân đội Nga đã tập trung rất nhiều nguồn lực cho khu vực này. Các cuộc tấn công của Nga tại Donbass ngày càng dữ dội hơn, bất chấp vùng biên giới Kursk đang bị Ukraine xâm nhập. Một nhà phân tích cho rằng trọng tâm chính của Tổng thống Putin là hướng đến Donetsk, đặc biệt là thành phố Pokrov. Theo các quan chức địa phương, quân đội Nga hiện chỉ cách thành phố gần 10 km. Moscow được cho là đang chiến đấu để chọc thủng tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine bên ngoài Pokrov, cách thị trấn lân cận Minokras hơn 6 km. Nếu như trước đây, Nga thường tìm cách chiến giữ các thành phố của Donetsk, chẳng hạn như Abdiivka, bằng những cuộc tấn công sử dụng phương tiện cơ giới hạng nặng do xe tăng và xe bọc thép dẫn đầu, kết hợp với các cuộc ném bom trên không tầm xa, thì hiện giờ Nga chủ yếu phụ thuộc vào lực lượng bộ binh và những đơn vị nhỏ để tiến về phía Pokrov, một quan chức phương Tây lưu ý. Quan chức này nói thêm rằng những cuộc tấn công bằng bộ binh và các đơn vị nhỏ của Nga đã gia tăng trong tuần qua, xét về tốc độ mà nga có thể tiến quân mỗi ngày thì quân đội ukraina ở pokrov đang thực sự phải đối mặt với tình thế nguy hiểm nhóm phân tích deep state của Ukraine báo cáo rằng nga đã chiếm giữ ba thị trấn khác ở phía nam pokrov ngoài ra moskova cũng tiến gần tới novo grodivka zavitny và petichi ba thị trấn khác ở rìa pokrov các lực lượng của Nga đã đạt được nhiều thành công hơn dọc theo tiền tuyến ở vùng Donetsk và đang nỗ lực tiến về phía các thị trấn Torres và Sivers. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát thị trấn New York gần Torres. Theo đánh giá của các quan chức phương Tây, để có được thành công tại Donbass, Nga đang mất binh sĩ với số lượng nhiều hơn con số mà họ có thể tuyển dụng. Quan chức này lưu ý, không có dấu hiệu nào cho thấy Nga có khả năng mở rộng quy mô tuyển dụng để bù đắp cho sự thiếu hụt này, mặc dù Moscow đã đưa ra những tiêu chí hấp dẫn để khuyến khích người dân nhập ngũ trong những tháng gần đây. Theo thông báo trên Telegram, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Sisky cho biết, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn theo hướng Pokrovsky, lực lượng phòng thủ đang làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ Torres. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang đạt được những kết quả mới ở Kursk. Ukraine hiện đang đẩy mạnh các cuộc tấn công tại khu vực Kursk của Nga, triển khai cả những đơn vị giàu kinh nghiệm chiến đấu khác, cùng với nhiều khí tài của phương Tây. Đây là lần đầu tiên lãnh thổ Nga bị xâm nhập kể từ Thế chiến II. Chiến dịch đột kích của Ukraine nhằm tạo ra một vùng đệm ở biên giới Nga, làm giảm khả năng của Moscow trong việc bắn pháo và máy bay không người lái, các thị trấn và thành phố lân cận của Ukraine. ép đã phá hủy ba cây cầu bắc qua sông xem ở phía tây nước Nga cắt đất tuyến tiếp tế cuối cùng cho những đơn vị mà Moscow va triển khai để bảo vệ khu vực này. Ông Alexander Sisky cho biết, Kiev đã tiến vào Kursk từ khoảng 28 tới 35 km, chiếm được 1.263 km vuông lãnh thổ và 93 khu định cư. Để đạt được thành công này, Ukraine cũng phải trả giá đắt. Theo giờ phân tích, mỗi km vuông mà Ukraine chiếm được tại Kursk có thể khiến nước này mất thêm diện tích lãnh thổ tại Donetsk. Một số người suy đoán nếu ông Donald Trump chiến thắng trước cuộc bầu cử Mỹ sắp tới, Ukraine có thể bị buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga và Kiev muốn sử dụng các vùng lãnh thổ chiếm được ở biên giới Nga làm con bài mặc cả. Ngoài mục đích giành lợi thế chiến trường và nâng vị thế đàm phán, giới quan sát cho rằng chiến dịch tấn công của Ukraine còn gửi thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ và đồng minh NATO, giúp họ xua tan nỗi e ngại về nguy cơ Nga có những hành động quyết liệt hơn, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Còn quá sớm để dự đoán liệu Ukraina có thể giữ vững được thành quả của họ hay không. Quân đội Ukraina đang phải chịu cảnh thiếu hụt nhân lực và đã rút quân dự bị từ các tiền tuyến khác như ở Donetsk và Kharkov để đưa họ vào trục chiến đấu mới. Trong những tuần tới, các lực lượng của Ukraina ở Kursk có thể bị kéo căng quá mức và buộc phải rút lui. Ngoài ra, cho đến nay, Nga vẫn chưa chuyển hướng lực lượng của mình khỏi khu vực Donetsk theo báo cáo của Financial Times, vào ngày 19 tháng 8, quân đội Nga đã chiếm gần như toàn bộ thị trấn New York, tiến vào Torres gần đó và xâm nhập vào trung tâm hậu cần của Pokrov. Konat Mizuka, một nhà phân tích quốc phòng độc lập, đồng thời là giám đốc công ty tham vấn Rochan Consulting, nói với Financial Times rằng, với khẩu hết lực lượng dự bị được đưa đến Kurs, Ukraine sẽ phải nỗ lực lấp đầy các khoảng trống phòng thủ và chống lại nhiều mối đe dọa từ phía Nga. India Express dẫn phân tích từ một chuyên gia Ấn Độ về các vấn đề chiến lược cho rằng Ukraine có thể đã mắc sai lầm khi tiến sâu vào Kurs. Chuyên gia này nhận định, nếu Nga không sớm ngồi vào bàn đàm phán và nếu các đối phương phương Tây không cung cấp thêm vũ khí đạn dược cho Ukraine, cuộc đột kích vùng Kurs có thể trở thành hành động tự sát về mặt quân sự của Ukraine. Mới đây, Nga vừa công bố đoạn video ghi cảnh máy bay không người lái UAV cảm tử Lancet truy đuổi và tấn công phá hủy một xe tăng của Ukraine trong khu rừng gần vùng biên giới Kurs. Từ đoạn video, có thể thấy UAV Lancet bay lơ lửng và tập kích xe tăng của đối phương đang ẩn nấp trong một khu vực rừng rậm. Sau đòn tấn công của UAV Lancet, chiếc xe bọc thép bị nổ tung và bốc cháy. Trong một thông điệp được đăng trên kênh Telegram chính thức hôm 24 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị trinh sát thuộc nhóm chiến đấu phía Bắc của nước này đã phát hiện ra xe tăng của Ukraine. Sau khi phân tích dữ liệu nhận được, binh sĩ Nga quyết định triển khai UAV cảm tử hạ cục chiếc xe tăng bọc thép hạng nặng của đối phương. Các lực lượng quân đội Nga đang chuyển quân từ những khu vực mặt trận ít ưu tiên hơn ở Ukraine đến tuyến liên lạc ở vùng Kursk của Nga. Đặc biệt, các quân nhân trước đây từng đóng tại các mặt trận Kharkov và Sivers cũng như ở khu vực Chasivya đã được phát hiện tại đây. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK đã ghi nhận việc triển khai các đơn vị từ lữ đoàn bộ binh hải quân số 810, lữ đoàn bộ binh hải quân số 155 và lữ đoàn đổ bộ cận vệ số 11 của Nga đến vùng Kursk. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy, lãnh đạo quân đội Nga gần đây đã chuyển một số đơn vị của Trung đoàn Đổ bộ Cận vệ số 56 từ mặt trận Robotin ở phía tây vùng Zaporizhia đến vùng Kursk. Mặc dù ISVK chưa quan sát thấy các báo cáo xác nhận sự hiện diện của Trung đoàn Đổ bộ Cận vệ số 51 trong các hoạt động chiến đấu tại vùng Kursk, nhưng sự có mặt của họ phần nào được thể hiện qua cuộc họp báo của chỉ huy Trung đoàn này với ông Putin cùng các chỉ huy của các đơn vị khác mới được chuyển đến khu vực. Ngoài ra, cũng có thông tin về sự dịch chuyển của các đơn vị Nga từ Kharkov và Chasovya. Quân đội Nga dường như phải đối mặt với áp lực để tránh chuyển lực lượng khỏi các mặt trận chính nhằm chiếm thị trấn Pokrov ở vùng Donetsk. Do đó, có khả năng Nga sẽ tiếp tục chuyển các lực lượng từ các chiến dịch ít ưu tiên hơn ở các khu vực khác để tăng cường phòng thủ tại vùng Kursk. Trong bối cảnh đó, blogger quân sự Nga cho biết các lực lượng Nga gần đây đã chiếm lại các vị trí đã mất ở vùng Kursk. Thủ tướng Ukraine Denis Mikhan trên Telegram cho biết 25 khu vực đã chịu những đợt tấn công. Hôm nay, 15 Oslat đã chịu ảnh hưởng từ một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, được phương sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, UAV, tên lửa hành trình và tên lửa kiên đã có người bị thương và thiệt mạng. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của họ. Các phần tử phá hoại người Nga lại một lần nữa tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Một số khu vực đã bị thiệt hại. Ukraine Negro, đơn vị vận hành hệ thống truyền tải năng lượng quốc gia của Ukraine, đã buộc phải áp dụng các đợt cắt điện khẩn cấp đơn phiên để ổn định hệ thống. Các trưởng cơ quan khu vực đã được giao nhiệm vụ thiết lập các trung tâm sơ tán và dự trữ để hỗ trợ những người bị cắt điện. Ông Smikhan một lần nữa nhấn mạnh rằng, để ngăn chặn các cuộc tấn công man dợ vào các thành phố Ukraine, cần tiêu diệt các địa điểm từ đó tên lửa Nga được phóng đi, Ông thúc giục Ukraine cần vũ khí tầm xa và sự cho phép từ các đối tác của mình để sử dụng chúng chống lại các mục tiêu của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án cuộc tấn công vô lý của Nga và lưới điện Ukraine trong ngày 26 tháng 8, theo AFP. Tổng thống Biden nhấn mạnh, Tôi lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể, cuộc chiến liên tục của Nga chống lại Ukraine và những nỗ lực của Nga nhằm đẩy người dân Ukraine vào bóng tối. Ông Biden còn tuyên bố nga sẽ không bao giờ thành công ở Ukraine và tinh thần của người dân Ukraine sẽ không bao giờ bị khuất phục. Theo AFP, ngoại trưởng Anh David Lammy cũng đã lên án cuộc tấn công mới nhất của nga vào cơ sở hạ tầng dân sự Ukraine hôm 26 tháng 8. Anh cực lực lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái khèn nhát của nga vào cơ sở hạ tầng dân sự trên khắp Ukraine trong hôm nay 26 tháng 8. Ông Lammy viết trên mạng xã hội X. Trước đó, giới chức Ukraine cáo buộc Nga đã phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine trong đầu ngày 26 tháng 8, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và gây thiệt hại đến mạng lưới điện vốn đại yếu của Ukraine. Theo AFP, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine hôm 26 tháng 8. Sáng nay, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa, phóng từ trên không, trên biển và máy bay không người lái, tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của khu vực công nghiệp quân sự Ukraina. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị phá hủy, hãng tin TASS trích tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Newsweek dẫn thông tin từ tổ chức tình báo nguồn mở Deep State của Ukraine cho biết, Nga đang tiếp tục phát triển thành công chiến thuật theo hướng thành phố Pokrov thuộc vùng Donetsk. Thành phố này là điểm trung chuyển quan trọng trên tuyến đường tiếp tế đến các tiền đồn khác do Ukraine kiểm soát ở mặt trận miền Đông. Lực lượng Nga đang cố gắng giành được chỗ đứng trong các tòa nhà cao tầng ở khu định cư Novorodivka, cách trung tâm thành phố không xa. Quân đội Ukraine hiện đang xem xét mọi phương án để củng cố quân số và nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu nhân lực của mình. Trong tình hình cực kỳ khó khăn ở mặt trận Donetsk, những động thái kỳ lạ đã diễn ra. Lữ đoàn cơ giới số 151 của Ukraine đang điều động quân nhân chịu trách nhiệm điều khiển máy bay không người lái UAV đến chiến hào để bảo vệ phòng tuyến trong khi đây là nhiệm vụ của bộ binh. Những tuần gần đây, Ukraine đã điều một số lượng đáng kể lực lượng từ vùng Donetsk đến tăng viện cho các hoạt động chiến đấu ở tỉnh biên giới Kursk của Nga. Trong khi đó, tình hình lúc này được đánh giá là rất bất lợi cho nước này khi Nga quyết tâm tiến về thành phố Pokrov bất chấp việc lãnh thổ bị đe dọa. Theo Deep State, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine trước đó dường như đã chỉ thị rằng các đơn vị không được phép điều động người điều khiển máy bay không người lái đi làm nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, lữ đoàn cơ giới số 151 của Ukraine vẫn đưa người điều khiển UAV ra chiến hào, nơi họ vừa chiến đấu không đúng chuyên môn, vừa có nguy cơ bị tổn thất. Sau khi chiến dịch ở Kharkiv của Ukraine không đạt được kết quả như mong đợi, Nga đã chuyển hướng tấn công sang Pokrov. Đến nay, Ukraine vẫn thừa nhận tình hình ở mặt trận Pokrov rất khó khăn khi Nga tiếp tục gây sức ép lên tuyến phòng thủ vốn bị dàn mỏng đáng kể của Ukraine. Theo thống kê mới nhất của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, chỉ tính riêng trong ngày qua, lực lượng Nga đã thực hiện 38 lần tấn công nhằm vào các vị trí phòng thủ của quân đội nước này ở Pokrov giới quan sát cho rằng ukraina đang mạo hiểm khi đưa bớt lực lượng ở mặt trận miền đông tây cất chiến đấu việc san sẻ nguồn lực về vũ khí và nhân lực bảo vệ khu vực donbass có thể khiến khả năng phòng thủ của ukraina suy giảm tạo điều kiện cho nga tiến sâu hơn vào khu vực do nước này kiểm soát về phía nga nước này cũng được cho là đang đổi cất lấy một phần miền đông ukraina dù vậy pokrov vẫn đang có nguy cơ thất thủ ngày càng lớn và có thể dẫn đến sự sụp đổ rộng hơn của các tuyến phòng thủ ở mặt trận miền đông Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, quân đội nước này ở khu vực biên giới Kursk đã nhận được thêm vũ khí tên lửa và pháo binh để tăng cường cho hoạt động chiến đấu, đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi lãnh thổ. Bộ này tiết lộ trong một tuyên bố. 21 yêu cầu về khoản lực pháo binh đến từ Sở Chỉ huy tác chiến khu vực Kursk, trong đó 19 vấn đề đã được giải quyết. Các yêu cầu mới đang được xử lý. Vũ khí tên lửa và pháo binh bổ sung đã được chuyển đến tay các nhóm tác chiến ở khu vực Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng các lực lượng đặc nhiệm nước này hiện đang tiếp nhận các yêu cầu từ mặt trận 24 trên 7 và xử lý trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, sở chỉ huy tác chiến của các khu vực biên giới khác như Benkoros và Prian chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu nào về việc tăng cường hỏa lực. Liên quan tới tình hình chiến đấu ở Kursk, Bộ Quốc phòng Nga thông tin nhóm tác chiến phương Bắc được không quân và pháo binh quân đội hỗ trợ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của các nhóm tấn công Ukraine theo hướng Kremi Anoye, Malaya Lugnia và Nechayev, đồng thời ngăn chặn các cuộc tấn công gần Komarovka, Spanoje, Korenevo, Pogrezki và Olgobka. Nga cũng thực hiện các cuộc không kích, bắn pháo và các hoạt động quân sự khác nhằm vào các điểm tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine gần Apanasovka, Boki, Vysnevka, Viktorovka, Krulenkoye, loknia, Mikhailovka, Novaya palekovo, Snagos và Zuni máy bay Nga đã tấn công vào quân nhân và địa điểm triển khai thiết bị quân sự của Ukraine tại 16 khu định cư thuộc vùng Sumy. Đến nay, chiến dịch quét sạch lực lượng của Ukraine khỏi lãnh thổ vẫn đang được tiếp tục tương đối hiệu quả trong ngày quân đội Ukraine mất hơn 400 quân nhân và 27 xe bọc thép, bao gồm một xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, ba xe bọc thép chở quân và 21 xe chiến đấu bọc thép, cũng như năm khẩu pháo, hai khẩu súng cối, 11 xe và một radar chống súng cối ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất. Kể từ khi giao tranh bắt đầu ở Kursk, tổng thiệt hại của Ukraine được cho là đã lên tới hơn 6.200 quân, 73 xe tăng, 33 xe chiến đấu bộ binh, 61 xe bọc thép triệu quân, 404 xe chiến đấu bọc thép, 188 xe quân sự, 42 khẩu pháo, 5 bệ phóng tên lửa phòng không, 11 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 3 hệ thống Khima-S và một hệ thống MLRS chín trạm tác chiến điện tử, hai radar phản pháo, một radar phòng không, năm thiết bị công binh, bao gồm hai xe phá hủy công binh và một đơn vị giả phá bom mìn UR 77.